top những địa điểm du lịch tại Nha Trang siêu hấp dẫn. Đầu tiên phải kể tới đó là Hòn Mun, được mệnh danh là một hòn đảo thơ mộng nhất Nha Trang, chinh phục bất kỳ trái tim du khách nào đặt chân đến nơi đây nghỉ dưỡng. Điểm đến thứ hai đó là Viện Hải Dương Học, dành cho những ai thích xem cá, thích ngắm nhìn những sinh vật biển, ở đây có rất nhiều loại cá quý hiếm khác nhau. Điểm đến tiếp theo đó chính là Hòn Tằm, nơi đây đẹp mộng mơ với những hàng dừa chạy dọc bờ biển xanh ngát. Tiếp đó là Tháp Bà Ponagar, đây là công trình kiến trúc duy nhất của người Chăm cổ còn sót lại ở mảnh đất Khánh Hòa. Địa điểm thứ năm đó là đảo Bình Hưng, một hòn ngọc thô ẩn chứa rất nhiều tiềm năng khai thác, có giá trị quyến rũ không kém bất kỳ hòn đảo tuyệt đẹp nào của Nha Trang. Tiếp đến đó là Hòn Trồng, các bạn đến đây có thể uống cà phê, ngắm nhìn cảnh đẹp của bãi đá được sắp xếp chồng lên nhau một cách rất tự nhiên, thu hút đông đảo du khách bởi sự tò mò từ chính tên gọi của mình. Địa điểm tâm linh bạn nên đến ở Nha Trang đó là Chùa Long Sơn. Đến với Chùa Long Sơn bạn sẽ thấy tượng Phật trắng kinh thân Phật Tổ nằm trên cao đặc biệt nổi tiếng. Và địa điểm cuối cùng đó chính là nhà thờ đá. Bạn có thể dễ dàng di chuyển tới nhà thờ đá vì địa điểm này nằm ở trung tâm thành phố. Với lối kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, nơi đây có rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa hơn một nhà thờ tôn giáo thông thường.